Chào các bạn đang xem kênh Tiểu Bá Ngọc TV. Hôm nay mình sẽ mời cả nhà cùng vào bếp để thực hiện với mình món bao tử hầm tiêu nha. Sáng nay mình đi chợ mua được hai cái bao tử rất là ngon nè. Thì bao tử này mình mua là hơn 600 gram một cái á. Mình chọn loại dày ha, loại vừa vừa khoảng 600, 500, 600 gram thôi. Mình chọn loại dày như thế này thì lúc mình ra cái bao tử của mình rất là ngon. Gia vị của chúng ta ở đây hôm nay rất là đơn giản, gồm có nước mắm, bột nêm, nước dừa tươi. Nguyên liệu đi kèm ở đây mình có hành tây nè, hành tím, gừng và tiêu xanh. Bây giờ mình sẽ mang cái phần bao tử này để đi sơ chế sạch sẽ để khử mùi hôi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ muối hột vô đây ha. Mình bắt chanh vào. Bao tử thì ở ngoài á, thường là nó sạch, nó không có gì hết, nó chỉ có cái phần mỡ thôi, thì mình sẽ gỡ bớt cái phần mỡ này đi. Mình lật qua mặt trái nha. Bắt chanh vào một chà. Mình sẽ lấy dao á, mình cạo cho nó sạch cái phần nhớt ở bên trong này đi nha. Mà khi nào mình cảm giác bao tử mình sạch nhớt là được á. Bao tử sau khi mình đã khử mùi sạch sẽ rồi á, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mình khử sạch cái mùi luôn trên cái bao tử này luôn ha. Mình sẽ bắt cái chảo lên, cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Cho cái bao tử vào. Chà sát nó ha. Mình vẫn để mặt trái nha mọi người. Từ nãy tới giờ bao tử mình chỉ rửa ở mặt phải 2-3 lần thôi, còn lại là mình rửa ở mặt trái hết. Và bây giờ mình cũng bỏ vào mặt trái vào để mình khử mùi nè. Ở cái bước này á thì nó sẽ khử mùi rất là hiệu quả luôn, và ra cái bao tử của mình nó rất là thơm luôn nha. Mình khìa qua nước mắm một lần như thế này, mình mang ra mình rửa, mình cạo sạch sẽ lại nữa là bao tử của mình rất là thơm, không còn một chút mùi nào luôn. Bên kia như vậy khoảng chừng 5 phút là được. Giờ mình tắt bếp, mình mang bao tử ra mình rửa lại nha. Bao tử sau khi mình sơ chế xong sạch sẽ rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái bước mình làm gia vị để ướp bao tử nha. Củ gừng nè, bây giờ mình chẻ ra làm đôi. Củ hành tây mình cũng cắt ra làm đôi. Hành tím. Mình bằm nhĩ hành tím ra. Mình sẽ đập dập dập đó ha. Mình
mình sẽ cho cái phần bao tử này vào. Mình cho luôn một muỗng canh nước mắm nãy vào ha. Sẽ chia đều cái phần hành tây với lại gừng để nè, mình nhét vào trong phần trong của bao tử á. Tiêu cũng vậy. Mình để đây mình ướp 15 phút nha. Xong rồi mình mang cái bao tử này đi mình hầm nè. Bao tử sau khi mà mình ướp được 15 phút rồi nè, thì bây giờ mình sẽ mang cái phần bao tử này mình đi hầm nha. Mình sẽ dùng chính cái nồi này luôn. Mình đổ vào đây 1,5 lít nước rồi mình hầm. Mình sẽ mở nắp như vậy á, khi nào mà cái nồi nước sôi lên thì mình mới đậy nắp lại nha. Bây giờ thì nồi nước đang sôi rồi nè, mình sẽ đậy nắp lại nha. Mình đậy hờ hờ thôi, mình đậy hơi hở một chút. Để cho nó không bị trào á. Mình sẽ hầm như vậy trong vòng 40 phút để cho bao tử của mình nó mềm. Bây giờ bao tử của mình đã hầm trong 40 phút rồi nè. Mình xiên thử xem nó đã mềm chưa nha. Đó, nó lủng rồi đó. Mình xiên vào chỗ dày nhất thì nó cũng đã lủng rồi nè. Như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình đậy nắp lại, mình ủ thêm 10 phút nữa. Bây giờ bao tử của mình ủ được 10 phút rồi đó. Mình sẽ ngắt ra ha. Mình sẽ ngâm vào trong cái thau nước lạnh á. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình cũng có thể dùng cái nước dùng hồi nãy mình hầm bao tử á, mình làm nước lẩu được luôn nha cả nhà. Cái này mình nấu riêng. Mình cho vào 2 lít nước dừa tươi. Vì nước dừa nó có cái vị ngọt tự nhiên rồi cho nên mình cũng không cần gia giảm nhiều gia vị lắm đâu. Mình để đây mình nấu cho nước sôi lên, sau đó mình sẽ nêm nếm cho vừa ăn là mình đã có một nồi nước lẩu rồi đó. Giờ cái phần nước lẩu của mình nó sôi rồi nè, thì mình sẽ nêm nếm gia vị nha. Bởi vì nước dừa nó ngọt tự nhiên rồi cho nên là ở đây mình chỉ cần bỏ một nêm nữa là được. Nhà cứ nêm nếm cho hợp khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình sẽ thả cái phần đậu hành vào. Mình nấu nước lẩu riêng như thế này nè, thì cái phần nước lẩu nó sẽ rất là trong. Cả nhà thấy không? Thì lát nữa mình sẽ bỏ vào trong cái nồi lẩu nó hấp dẫn hơn. Cả nhà thấy cái bao tử khi mà mình hầm ra nó rất là trắng không? Mà rất là thơm nữa, không hề có một chút xíu mùi nào luôn á. Mọi người ơi, bây giờ món lẩu bao tử hầm tiêu đã hoàn thành rồi nè. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình Triệu Bảo Ngọc mình nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn mấy cô chú, cảm ơn các bạn.
ngang nha. Bốn ngang nha. Cả nhà.